Alo alo, anh em nhớ dành vài giây vào phần mô tả like Pepe Mobile và tham gia nhóm Ecobomb Pepe Mobile Gamer hiện mình đang làm quản trị biệt. Xin cảm ơn tất cả những em nha. Trời ơi. Ok, và xin chào tất cả những anh em quay trở lại với channel của mình. Thì ngày nay mình sẽ làm clip review Iconic Diego Forlan. Đó, đầu tiên mình xin cảm ơn người anh em Gia Bách đã tài trợ cho mình quả ác ngày hôm nay để mình làm clip review. Nói là review vậy thôi, nhưng mà thực sự là đây là một clip review remake nha anh em. Bởi vì trước đây mình đã có mượn ác của một người anh em và mình làm clip review rồi. Nhưng mà lần đó thì mình lại đá với campaign, bởi vì là thời gian đầu làm YouTube ấy, chưa dám gọi là phá rank của anh em, chưa dám đá với người. Thì bây giờ mình làm lại theo như yêu cầu của rất nhiều anh em. Đó, mình là đá với người cho nó hay, đó, cho nó thật. Chứ còn đá với máy thì nó cũng chỉ là máy thôi, nó không nhiều tình huống cảm xúc. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm lại thôi, yêu cầu anh em thì mình đáp ứng hết, anh em cứ yên tâm. Một clip review remake đó là Forlan. Thì mét 80, 23 tuổi. Nói về cái chỉ số của Forlan thì clip đó mình cũng đã phân tích rồi, mình đã đọc qua, mình đã tìm hiểu qua rồi. Bây giờ mình gọi là tìm hiểu lại thôi. Đây cái phạm vi chơi đây. Và thì cái mạnh nhất của Forlan mình thấy đó là khả năng chạy chỗ. Thì ở đây là tấn công 96, kiểu sắp bóng 94 này, rê bóng 92, dính bóng trong chân 94, truyền thấp 97 và truyền bóng 94 đó. Khả năng dứt điểm cũng là một cái gì đó rất bá đạo của Forlan, 96 finishing đó. Khả năng sút phạt 95 này, độ xoáy 93, tốc độ 91 và tăng tốc 92. Tốc độ cũng rất là nhanh nhá. Lực sút 99, anh em lại thấy khả năng dứt điểm, lực sút kinh không? Na đại bác thì cứ phải gọi là perfect luôn. Tuy nhiên thì nói chung là cũng nhiều trường hợp nó cũng bị kiểu bị nép đi ấy, nó không phải là lúc nào cũng vào được. Thăng bằng là 88, thể lực là 92, tỷ lệ 84, hiếu chiến 75. Nói chung là nhìn qua thì mạnh nhất của Forlan vẫn là những cái chỉ số dứt điểm. Đây, tần suất chân công thuận 3 và độ chính xác là 4, hai chân như một. Phong độ 7 và kháng chấn thương là 2. Kháng chấn thương cũng nói chung là cũng ổn, rất ổn với lại cái chỉ số là hai chân như một. Ok, skill của Forlan dứt điểm ngoài vòng cấm, sút xa này, cứ là ngoài vòng cấm này, rising shot và cũng như là one touch pass, draw passing. Nhìn qua thì không có skill để qua người nhá, không có double chalk hay là cái gì đâu, chỉ có skill đó là để sút và để truyền thôi. Nói chung là một tiền đạo thuần sút thực sự, thuần sút và thuần phối hợp thực sự đấy. Tiger Potter. Ok, bây giờ mình tìm hiểu qua một chút vậy thôi. Và bây giờ chúng ta đến với thực chiến để xem Forlan thể hiện như thế nào trong những phút tiếp theo nhá. Let's go. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ta 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 ta. Feliz Navidad. On ta la la ta 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 la ta ta. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas and the Manhattan of my heart. Anh em nghe mình hát hay không ạ? Chết rồi, hát ít thôi. Rồi, may quá. Ok, thì trận đấu đầu tiên mình sẽ cầm Forlan ở vị trí CF, vị trí quen thuộc. Mà có thể nói là mà cái vị trí này làm sao bỏ qua được. Úi giời ơi, Forlan luôn này. Forlan 1-0 cho cầu thủ Man U. Ôi giời ơi, một tình huống Forlan di chuyển rất thông minh. Anh chạy vào giữa hai cái khe của cầu thủ áo đỏ. Anh chọc vào cái khe. Và cái kết là ai cũng biết. Lưới rung bần bật luôn ạ. Úi giời ơi, người vừa dứt điểm là David Beckham. Ủa ôi, Anon nhanh quá. Từ từ thôi. Rồi, an toàn rồi. Khi mà chúng ta đang nói về... Úi dồi ôi, từ từ đã. Chưa kịp nói cái gì, Forlan. Không được. Úi, vẫn không được. Đang định hát cho em cái anh em bài đầu tiên. Hát anh chúc anh em bài Giáng sinh mà cuối cùng vào luôn rồi. Sắp nói end rồi anh em ạ. Anh em nào chưa có gấu thì kiếm nhanh lên nhá. Cuốn cái gì đây? Quick Social File này. Giờ mới có tiền thưởng làm kỹ thuật đã, chết thật. Mình đã có một clip về Forlan rồi. Và clip đó mình đã campaign. Rồi ôi, cứ đang nói thì lại nguy hiểm này. Rất nguy hiểm. Không có bàn thắng cho các cầu thủ đâu. Trời ơi, nguy hiểm quá. Forlan. Ui, ngã rồi. Lỗi rồi. Và anh em hãy xem khả năng sút phạt của Forlan này. Hãy xem mình sút đây. Forlan. Gol.
Rồi, nói phét nói bé thôi. Nói phét nói bé thôi. Nha. Sana, Vô Lan lại di chuyển rồi. Có bóng là đóng thôi. Không được. Đen quá, đen quá. Vô Lan không đen nhưng mà có vẻ như ám rồi. Trận trước clip về Rashford cũng thế. Rashford rất ngon nhưng mà toàn sút cột dọc ra ngang thôi. Trận này Vô Lan đã có một tình huống cột dọc rồi. Xa ngang nữa thì đủ combo luôn đấy. Vô Lan. Neymar chọc luôn, chọc luôn cho Vô Lan. Vô Lan. Ôi giời ơi. Xa ngang thật à? Cái gì vậy? Quá đen. Vô Lan đáng nhẽ phải có tới 2-3 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay, không phải là một bàn thắng cho đến thời điểm này. Vô Lan là người phạt góc nha. Quánh đầu. Vô Lan sút phạt góc cũng rất khó chịu anh em ạ. Anh em nào nếu không có cầu thủ đá phạt góc thì cho Vô Lan sút phạt góc cũng được. Vô Lan. Vô Lan đâu rồi? Chạy đi Vô Lan. Đâu rồi Lan ơi? Ui giời ơi. Bruno sao đứng yên vậy? Campbell. Và nói chung là Vô Lan mạnh nhất, theo mình thấy Vô Lan mạnh nhất đó là khả năng dứt điểm, khả năng chạy chỗ cũng như là cái tốc độ rất là thức nhá. Tốc độ của Vô Lan chạy rất là ổn áp luôn. Diego, Vô Lan. Vô Lan, Lan ơi, Lan. Không được. Chân trái của Lan không ổn lắm. Úi dồi, Carlos, Lan đâu rồi? Lan đây rồi. Đè ra Lan ơi, đè Lan ra, Lan đè ra. Ơ đi. Quả này mình nhấn sút thế nào lại nhấn chuyền. Quả này sút thì khéo lơ ngơ để ăn bàn anh em ạ. Sancho. Sancho. Rất nhanh, tốc độ của Sancho. Rồi, lỗi rồi. Tình huống này khả năng có thẻ anh em ạ. Thẻ vàng cho Campbell luôn. Thẻ vàng luôn. Sancho ra sân luôn. Rất cáu. Không được, cú sút thẳng của Beckham. Vào làm sao được? Xe ta băng qua bao dặm đường, làng quê ta băng qua bao suối đèo đổi đường. Salah. Vô Lan đang di chuyển, Vô Lan xin bóng. Neymar. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lan đây rồi, Lan đây rồi, Lan đây rồi, Lan đây rồi. Neymar chuyển cho Lan đi. Lan đâu? Lan đây. Vô Lan. Diego. Ôi rồi ôi, có vẻ đội bạn out rồi. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại tình huống này. Phản công rất mẫu mực. Và tuyệt vời hơn là kết thúc bởi Vô Lan. Rồi đội bạn out luôn. Thôi chúng ta sẽ không nói quá nhiều về Vô Lan CF nữa. Bởi vì đó là vị trí sở trường rồi. Trận thứ hai này mình sẽ dùng Vô Lan vị trí SS. Một vị trí mà rất nhiều anh em hỏi mình là Vô Lan đá SS có được hay không. Thì đây, trận này mình sẽ test thử cho anh em vào nơi cảm nhận luôn là Vô Lan đá SS có được hay không nhá. Úi dồi ôi, gặp hàng thủ Harry Maguire với Lindelof thế này thì Vô Lan đóng thì mắc sướng rồi. Vô Lan. Vieira. Vô Lan bên dưới. Diego Vô Lan. Mình vừa nói về tình huống hàng thủ là Harry Maguire và Lindelof thì ngay lập tức phút thứ 3 thôi, tỷ số là 1-0. Thực sự là cái khả năng dứt điểm, khả năng chạy chỗ của Vô Lan không cần nói quá nhiều nữa. Bây giờ chúng ta nói về Vô Lan thì không biết nói gì hơn. Marcus Rashford rất nguy hiểm. Một đều rồi. Iniesta. Rai cá. Vô Lan, Vô Lan, Vô Lan, Vô Lan, Vô Lan. Không vào. Cú sút rất tốt. Nói chung là không chê được Vô Lan nữa rồi anh em ạ. Cái khả năng di chuyển của Vô Lan nó cực kỳ thông minh luôn. Mà chúng ta hãy nói về đó là quay đầu. Đó là cái AI trong game. Nhớ anh em gọi tiếng Anh là AI đấy. Nhưng mình gọi AI cho nó người Việt, nó dùng hàng Việt. Cavani, ni. Rồi, ni gì nữa. Gilberto Silva. Nói chung là Vô Lan thì ôi giời ơi, không ai kèm vậy. Ôi giời ơi, lần nữa rồi. Không ai kèm vậy. Ôi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Điều ăn mừng quen thuộc của Vô Lan. Điều mừng độc quyền của Vô Lan ở bản Iconic lần này. Ui giời ơi. Làm clip review mà như kiểu làm clip Vô Lan. Khứa lòng. Tình huống má ngoài không thành công của Diego Vô Lan.
và chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để ghi thêm cho Folan những bàn thắng nữa. Folan lại di chuyển, thực sự là di chuyển quá thông minh. Gôn! Ui dồi ôi, lẻn ra đằng sau và cú sút quá tốt. Hồ Folan mỏi luôn cả mồm rồi. Hồ Folan mỏi mồm quá rồi. Không vào kìa. Folan hat trick rồi anh em ạ. Chết thật, đá đấm này thì ai đá lại đây? Dứt điểm thế này thì ai đá lại đây? À, nhiều anh em hỏi mình là Torres Icon Liver với lại là Folan Lee Folan MU thì ai hơn ai? Cá nhân mình dùng ai cũng được thôi, do anh em thích thôi. Folan tạt bóng không được, cố kiếm Folan cái kiếm tạo không được anh em ạ. Đó, nhiều anh em cứ hỏi mình so sánh vậy nhưng mà thực sự là hai con đều ngon cả và mình thấy nó cũng na ná nhau. Torres Liver thì mình cảm giác là di chuyển nó thiên về cái khu trung lộ hơn, còn Folan lại thiên về kiểu chơi rộng hơn một chút. Anh em chơi Folan để ý là Folan nhiều lúc di chuyển cũng khá là rộng nhá. Folan úi rồi, chạy đè mặt rất tức. Ơi, mình định giả sút sang kia, ngoặt sang chân phải sút mà lại ngoặt về đằng sau. Raika. Úi rồi, hồi Folan mỏi cả mồm anh em ạ. Quá tốt luôn. Mình thì không phải một thằng dùng kỹ thuật quá giỏi nên là mình không thể đánh giá được là Folan dùng kỹ thuật có sướng hay không. Nhưng mà nói chung là về dứt điểm và chạy chỗ về tốc độ thì nó quá ngon rồi. Folan tốt này. Không được. Thấy Izaki vào sân không biết có mới mẻ hơn không. Folan, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bốn bàn quá easy game. Thực sự là mỏi mồm không muốn hô luôn rồi. Bây giờ chỉ có cổ vũ đội bạn thôi, chứ còn cổ vũ đội mình có cái gì cổ vũ nữa. Folan quá bá đạo luôn rồi. Không phải mình nói quá đâu, mà thực sự là Folan thật sự là hay. Bình thường những cái clip mình làm review của Icon mất khá nhiều thời gian, nhưng mà riêng Folan mình làm mất có vài trận thôi, bởi vì trước đó mình đã làm quen với Folan rồi. Và khi mà đã biết cách chơi Folan rồi thì làn nó là một cái gì đấy, làn đột biến anh em ạ. Cứ cho làn đột biến đi. Quá tốt. Ôi giời ơi, Cavani goal. Ôi 2-4 rồi. Cổ vũ đội bạn thôi anh em ạ. Cổ vũ đội mình làm cái gì nữa. MVP là cái chắc. 4 bàn sút 6 chúng không thành 5 và có 4 bàn thắng. Không còn gì để nói về Folan nữa. Mình không nói gì nữa anh em ạ. Ok, trận thứ 3 này mình sẽ dùng Folan ở vị trí mà cũng rất nhiều anh em mình thấy hay sử dụng nhá, đó là AMF. Để mình so sánh xem là liệu AMF có nên xếp Folan AMF hay không. Hay là CF và SS thôi. Thì đây là một cái mình thấy cũng rất nhiều anh em dùng nên là mình test thử thôi anh em nhá. Xem có ngon như kiểu là có dùng được hay không. Nếu mà không có AMF chân chính thì liệu có dùng được hay không, khi mà anh em quá dư thừa CF và muốn dùng cả Folan. Đó, nói chung là chúng ta cứ phải test thử chúng ta mới biết được. Rồi, Việt Vị rồi. AMF thì mình nói trước là sẽ không có nhiều những tình huống. Ôi giời, sẽ không có nhiều những tình huống kiểu như là ghi bàn quá nhiều đâu, mà chúng ta phải xem là cách di chuyển Folan như thế nào. Folan không được, phí quá, thật sự là quá phí. Quánh đầu, Folan sút phạt góc. Folan sút phạt góc như mình đã nói rồi, thực sự là nó có một cái gì đấy cũng khá là khó chịu. Folan dứt điểm ngay, lực rất căng. Folan sút rất tín nha, tín thật sự. Folan rồi, úi giỏi rồi, tưởng vào chứ. Nói chung là ấy, anh em thấy không, sút phạt góc cũng rất khó chịu, thủ môn toàn phải đấm ra thôi, chưa bắt được quả nào trọn vẹn. Ơi, chuyền. Tự nhiên đang bình luận nấc anh em ạ, tự nhiên nấc chết thật. Fred, chúa tể của chúng ta. Ui, tuyệt vị rồi. Folan, nhưng mà thực sự là trong những phút vừa qua mình thấy là Folan chơi AMF thấy hơi phí anh em ạ. Để Folan chơi CFSS thì đỡ phí hơn, để AMF thì cũng được thôi. Nhưng mà Van Basten không được, nhưng mà mình thấy phí kiểu gì ạ. Phí đi một cái chân sút nó thượng hạng. Rất vất vả cho thủ môn. Fred, tình huống mà Fred đã đích chân cản bóng, đích chân giơ thân mình ra cản bóng. Mình phải thay người thôi, thay Izaki vào sân.
lấy một cái làn gió mới. Folan xả sút, ui không được, Fred là người cắt bóng quá tốt luôn, quá tốt luôn. Úi giời, lại là Fred không vào, thực sự rất đáng tiếc. Fred cắt bóng, Fred xoáy người, Fred compa, ui mình định giả sút mà, nhưng mà Fred lại không ghi bàn. Đó là Fred. Folan, AMF mình thấy hơi thiệt thòi một chút anh ạ. Tốt nhất là anh em để cũng được, nhưng mà nó sẽ không phát huy được tối đa cái khả năng của Folan đâu. Nên anh em tốt nhất là thôi, chúng ta cứ để CFSS hơn nhá. Đó, Izaki, cơ hội đây rồi, ghi ơi, 1-0, 1-0 rồi. Ghi vào sân và ghi đã tạo ra sự khác biệt, đó là ghi. Mà Crawford cũng khỏe đấy. Ôi, thẻ rồi. Thẻ rồi, thẻ cho Carlos là chắc chắn rồi. Bruno Fernandes, không được. Can của chúng ta vẫn đang chơi hay, Folan, ôi, chết rồi, sao lại dùng flip flap vậy? Greenwood thôi, xoạc thôi. Thà thẻ đỏ còn hơn là để gỡ hòa. Và chúng ta phải thay người. Nếu mà thẻ đỏ phải thay người, đúng như vậy. Trọng tài thổi kèn và rút ra một BVS thấm máu màu đỏ. Chết thật, nghe đến đoạn này là nghe nó cứ tẩm tẩm anh em ạ. Bruno Fernandes, Bruno, cú sút rất căng của Bruno. Rồi, nói chung đến những phút này rồi thì mình xin nêu cảm nhận của mình như vừa nãy mình đã nói. Thì tốt nhất anh em nên để CFSS thì nó sẽ hay hơn, Folan sẽ hay hơn. Anh em để AMF thì nó sẽ hơi thọt thọt đi một chút, sẽ hơi phí. Đó, nhưng mà anh em nhiều CF ngon như kiểu là Rondo các kiểu anh em thích dùng thì không vào. Đó, nói chung là xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.